Cái thể loại phim nào mà em đang ấn tượng nhất và em thích nhất? Thì em thích phim mới là hoạt hình kiểu anime của Nhật á. Mẹ em chọn em cái ngành là Computer Science thì tại vì mẹ nghe tư vấn đồ là tiền lương rất là cao, nhưng mà em tự ý đổi. Em muốn làm một giống như một sinh viên ở Việt Nam do cái dịch này, cho nên là việc làm nó cũng khan hiếm rồi. Thì cho nên là hiện giờ em đi làm em chỉ làm được 2 buổi một tuần. Anh nghĩ là trong quá trình đi học thì em vẫn còn được hỗ trợ từ gia đình về tài chính? Em không nhận tại sao tiền ba mẹ cho có gì đóng tiền học đồ mà phải tiêu dùng mua sắm đồ hết. Lần đó là cãi nhau với ba mẹ một trận lớn. Vậy là anh biết lỗi ở đâu rồi?